Xin chào lớp, xin chào những người sắp rời trường, xin chào những người cử nhân sắp cử nhân trong tương lai. Hôm nay nói chung gần 3 năm vừa nãy mà trở lại mà không? Không gặp mấy vị gì nữa rồi. Hôm nay chúng ta học một môn tư tưởng Phật giáo Việt Nam. Môn này là cho đến nay vẫn chưa có giáo trình chính thức, chưa ai soạn hết. Nó tổng hợp từ thế kỷ 1 cho đến thế kỷ 20 lần ha. Cho nên dựa trên nền tảng cái môn lịch sử Phật giáo Việt Nam mà vì học ở Đại Cương rồi, thì bây giờ khai thác mặt tư tưởng tổng hợp cái gì của Việt Nam, của Phật giáo Việt Nam, chúng tôi sẽ cố trình bày rõ nét qua từng thời kỳ. Cái gì là của Phật giáo Việt Nam, làm nên chất liệu Phật giáo Việt Nam trong tư tưởng thì chúng tôi sẽ nói rõ, tức là tiếp thu từ Phật giáo Ấn Độ nội dung muốn học này, rồi Phật giáo Trung Hoa vào Việt Nam. Chúng ta thấy có hai nguồn tư tưởng lớn là Phật giáo Ấn Độ là từ thế kỷ 1 mà cho đến thế kỷ thứ 10 là chúng ta thấy gần như là của Ấn Độ là chính. Bắt đầu thế kỷ thứ 6 thế kỷ thứ 9 ấy, thì không phải vô ngôn thông bắt đầu vô, thì mà đem tư tưởng Trung Hoa vào. Nó từ thứ 10 trở lên chúng ta nặng nề ảnh hưởng ngàn năm Bắc thuộc Trung Hoa, rồi tư tưởng Trung Hoa, Phật giáo Trung Hoa vào, phải không? Các dòng thiền lắm tệ này, Tao Đồng vân vân, nó làm cho Phật giáo Việt Nam nó mang yếu tố ngoại khá nhiều. Để rồi chúng ta thấy thế kỷ thứ 13 bắt buộc trong xu hướng xây dựng quốc gia Đại Việt độc lập tự chủ trên mọi phương diện, kể cả tín ngưỡng tâm linh, cho nên mới hình thành ra một cái gì, một cái thiền phái Trúc Lâm. Đó, bắt đầu thế kỷ thứ 13 vì mình đã độc lập tự chủ từ biên cương lãnh thổ cả rồi, tín ngưỡng thì chưa độc lập được, cho nên mà nảy sinh ra dòng thiền phái Trúc Lâm, mà người khai sáng đó là Trần Nhân Nhân Tông, vị vua ông Phật của Việt Nam. Đó là vấn đề đỉnh cao của tư tưởng Việt Nam. Đó. Và trái qua thế kỷ 13 đâu đó Việt Nam thuần hóa chưa được, rồi chúng ta bị nhà Minh qua xâm lược thế kỷ 14, ngay khoáng khí là chỉ cả nó nghe chơi thôi. Đó ngoài vào không, đó ngoài vào đâu cái nồi giống món này một chút chưa nghĩ chứ có hệ thống. Mày vì yên tâm, mong là tôi sẽ bài vở đầy đủ ha, tôi nói có hệ thống rõ ràng. Nếu đang nói điểm nhận vì sao có môn tư tưởng Phật giáo Việt Nam này. Thế kỷ thứ 13 là nhà Trần đã đời. Nhà Trần lên ngôi 1225 và kết thúc 1400. Thế thì là bị một khúc rạ, đúng ra là Việt Nam bị dơ là thẳng tiền. Thế kỷ thứ 13 đến thế kỷ 14 là còn phải nói quốc gia Đại Việt trở thành quốc gia hùng cường ở châu Á này. Là vì sao tôi nói như vậy? Vì võ ngựa cũng nguyên mông nó tan phá cả châu Âu, cả châu Á, đi đâu là kể cả Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha đều khiếp sợ cũng nguyên mông hết. Nhưng mà vô Việt Nam thì nó bị thất bại và Việt Nam trở thành một quốc gia đổi trọng. Nhưng mà chúng ta cùng nhất thời được một thế kỷ, hai thế kỷ, đến thế kỷ thứ 15 thì chúng ta lại bị nhà Minh ha, của nhà Minh nó vào khúc rạ lịch sử. Nhà Minh nó vô nó đốt sạch văn hóa Việt Nam hết, nó muốn đồng hóa lại. Chúng ta luôn luôn bị thằng Tao là Tao Lao, là độc trà là thằng Tao kẹp bên lúc nào hàng cũng nhâm ngõ Minh hết ha. Và như vậy chúng ta hung cương như vậy để rồi nhà Minh cũng qua xâm lược lại
Và như vậy lễ lời về nguyện tài về năm gái niệm mật gần 30 năm, cái nè mình mới đuổi được nhà mình ra khỏi đất nước. Nhà lễ lên à, nhà lên cho đã rồi chúng ta bị khúc ngoặc tiếp nữa. Nà, khúc ngoặc tiếp nữa. Tức là Việt Nam mình là chiến tranh thường trực xảy ra, và là chiến tranh về quốc lưu là lúc nào cũng có hết. Rồi trình nguyện phấn tranh thế kỷ 18-19 để rồi 1858 mà thằng Pháp nổ phát súng Đại Bác đầu tiên vào thương cảng Đà Nẵng, rồi để rồi chia ra ba cái kỳ quặc, đó là Bắc kỳ, Trung kỳ, Nam kỳ. Rồi miền Nam này gọi là Nam kỳ này, Huế gọi là Trung kỳ này, Bắc kỳ này, đó ba thằng kỳ có thể. Cái ngày bữa nay hết cái tư này là giải phẩm mới về, là dân cầu nhiều khi tức lên chửi nhau, đôi khi dân cái thằng dân Bắc kỳ, con mè Bắc kỳ, rồi con mè Nam kỳ, đó là nói chuyện vui, đúng không? Ông chỉnh ba kỳ quạt đó nó cũng làm cho Phật giáo điếu đứng. Năm thập kỷ 1920 là bắt đầu là mê tín gì đó, thầy cũng khấm, con thầy chùa là nát, chùa chiên bị phá hủy hết, nhà thờ Đức Ba cũng bị phá hủy. À xin lỗi, lộn. Chùa Giác Khoan là cái từ đâu đâu ghi âm hàng lộn, là nhà thờ bị phá hủy để xây thành nhà thờ Đức Bà. Rồi nhà thờ lớn ở ngoài Hà Nội, tức là trước mặt chùa Lý Quốc Sư á, hiểu không? Đó là bưu điện Hà Nội. Bây giờ là hai cái chùa lớn của Việt Nam, chùa Quốc Ân, ba chùa Bảo Ân lớn cũng bị thành là rồi chi cũng nhờ ba kỳ này mình nổi lên là phong trào chánh hướng Phật giáo, đó thành lập ra ba hội nổi tiếng, đó là hội An Nam Phật học ở Trung kỳ, hội An Nam Phật hội Nam kỳ Phật học ở Sa Lời, còn cái động ở Tư Đa, rồi hội Bắc kỳ Phật học năm ngoái còn sự nữa, cho nên tạo thành là ba luôn dọ chánh hướng Phật giáo. Để rồi là 1963 mà nổi lên chống lại kháng chiến là Pháp nàn sau ba Ngô Đình Diệm, rồi mình dẫn đến giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Như thế thì những khúc quanh lịch sử như vậy, Việt Nam tiếp thu các luồng tư tưởng khác nhau, trong đó tư tưởng Phật giáo cũng phải là nỗ lực để tạo ra cái bản sắc riêng mình thôi, bị chết. Đó thì nói chung môn tư tưởng Phật giáo Việt Nam chúng tôi sẽ làm trình bày rõ những kiến thức. Chúng ta phải tự hào về Phật giáo Việt Nam, chúng ta có một hệ thống kính luật luận rõ ràng, là chúng phải là điều lâu nay mình học bên ngoài nhiều quá, học kinh điển Bắc truyền Nam truyền như quả con tu sĩ Việt Nam mình biết hệ thống kinh điển của Phật giáo Việt Nam. Nếu như nhà mình mà không đốt á, bây giờ thì là nhiều lắm, tôi còn ngã tâm cờ Trung Hoa là những bài giảng đâu. Hiện nay chúng ta mình có hệ thống kinh luật lượng đầy đủ, tương đối khá đầy đủ của người Việt mình viết, có kinh có luật có lồng kê cả hai thời công phu. Chúng ta không có riêng, do chứ là của thiên phái Trúc Lâm nó soạn đủ hết cả luôn những bài giảng đó. Thầy Tân á là có kính luật luận, chứ là khóa Phật giáo Việt Nam là học toàn kính sách Phật Nam năm 34 là học toàn kính điển Phật giáo Việt Nam rồi. Toàn bộ, ví dụ kính Già A Di Đà Việt Nam mình có ngài Hưng Hải viết riêng nè, kính Kim Cương cũng có ngài Hưng Hải viết riêng nè. Cả người thế giới Á Di Đà tịnh độ của Việt Nam, thế giới tịnh độ Việt Nam không phải lưu ly xa cư xa hồ mạng phát như trong kinh nữa, nhưng mà tất tà cảnh yến tự, thế giới yến tự là tịnh độ Việt Nam thua chi của lính thủ ở Ấn Độ, vân vân.
hay là phương pháp niệm Phật, phương pháp ngồi thiền cũng khác, cũng khác, tức là lấy từ lâm tế ra nhưng mà ta biến đổi cả. Rồi kinh Viên Giả của người Việt Nam viết, rồi chúng ta học Bắc truyền, ta có Liên Hoan Sám, rồi Thủy Sám, phải không? Của Trung Hoa, đâu phải Phật viết đâu, các tổ viết mà, Ngài Ngô Đạt viết. Thế nhưng chúng ta có là nghi thức sám hối là Ngài Pháp Thuận, là từ thế kỷ thứ 10 rồi. Pháp Thuận tác giả Quốc Tổ Như Đăng Lạc á, Nam Thiên Tức Thái bên Vô Vi Dư Điện Cả Sự Sự Tức Vân Cờ viết cái khoa sám hối, có kinh sám hối. Còn ông Trần Thái Tông viết cái Lục Thời Sám Hối Khóa Nghi để sám hối sáu căn. Chứ bây giờ Hòa Thượng Thanh Từ Phục Hưng các chùa điều tụng kinh khóa hư lục hết về sám hối, đâu lại không hả? Tức là chỉ chí mình cũng có, nhưng mà đúng là đền thơ nhà Nguyễn á, lắm tệ nó vào mạnh quá, và các chùa Nguyễn cũng xịn ngòi, cho nên là bị mơ Trúc Lâm bị tan. Và còn Đại Tàng Kinh Việt Nam là Đề Trần người ta đã tổ chức viết rồi, chích mạo để viết tác phẩm đầu tiên, mấy ngày chích viết cả hoàng cũng đều giọt mạo để mà viết kinh tinh thần là ghê gớm lắm, in 5,000 bộ. Làm con mấy vị đi ra ngoài chùa Vĩnh Nghiêm Bắc Giang, chúng ta có cái mộc bản bây giờ chú Địch Cô mới cảm nhận đấy, vật thể thế đó. Chúng tôi tham gia hội thảo ngoài đó 2-3 lần là tôi là có cắm trên chứng minh là chùa Vĩnh Nghiêm là cơ sở để khắc bạc in Đại Tàng đó. Một cái hội thảo đó là tổ chức UNESCO về tài trợ tổ chức ấy. Một người viết một bài vậy là gửi nè, cách thức làm kỳ lắm, mình viết bao hôm mơ mình viết xong rồi là họ cử 3 chuyên gia ngồi đọc, nếu ok phát hiện mới đúng nội dung họ mời mình ra bắt mình á, ngồi về có lập hội đồng khoa học, mình họ chất vấn xung quanh bài viết của mình, tức là họ làm kỹ lắm, tức là mình viết họ là trong bắt mình phải trả lời trực tiếp. Cái này tôi đi 3 lần như vậy mà ông đi kinh phí rộng rãi lắm, đài thọ mà bay vô bay ra, đi đâu là xuống là xe của tỉnh ủy hỗ trợ đi về khách sạn, là một bao trả gần 10 triệu bạc, nhưng không phải trả đơn giản, tức là cái mộc bản mà chứ 2 triệu Vĩnh Nghiêm này đó là cảm khó mà thầy chùa mình làm được. Đúng là như cái nhờ bên chỗ viện hạng nó mà, tức là bản in khắc gỗ á, mà in chữ ngược người ta mình đọc còn nổi mốt thầy chùa chưa mình đọc rồi chữ ngược, bởi vì cái xưa in á, in một cùng kính ngay xương khổ cực ghê lắm, phải vào rừng kiếm gỗ tốt chịu đựng nè, độn về nè, xè lá từng tẩm nè, rồi ngắm gì nước nè, thời gian nè, rồi bóc lên 1-2 năm rồi nó bóc lên nè, rồi mình để tính sang chỉ đúng lửa đúng chứ còn khô nước lên rạo, tức là vua chuộng bắt làm vậy, rồi bắt đầu mà đục viết chữ viết kinh nè, viết kinh trên giấy sợ giấy gió nè, thiệt mỏng nè, viết xong rồi mà dạng lên bằng gỗ nè, nhưng ngược lại khi chạm chạm ngược, hiểu không, chạm dạng từ cái kinh nó dạy gió từ ngược nó mà dạng ngược lại lên trên bằng gỗ, đôi khi nè mà đục mà đục từng chữ một một mùng kính như vậy là tờ trung kính nó, mày vì đọc sách xưa tờ kêu cái tờ A1 sách thầy thạc á, A1 tờ A2 A3 A4 rồi đó, một bộ kính kim cương nhiều khi trồng từ đất lên cao đây này, là sắp nó từng tầm một tầm gỗ đó là 1 trang hoặc 2 trang, là khi in á là tờ lấy tờ bôi mực xà lên xong rồi tờ dày lệm tờ dày mới băng cái khung gỗ nó họ in lên, lấy sấp mướp cha xong rồi kéo ra phơi rồi đóng lại, mất công thủ công ghê lắm.
ngoài chùa Vĩnh Nghiêm nữa, cào nha vậy đó, làm đậm thung 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 chắc 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 in một bộ kính là vạc mấy lượt chẳng phải cho chơi sướng quyết định này nè. Gọi là mộc bàn, bây giờ Việt Nam có hai mộc bàn rất quý đó, mộc bàn Triều Đại Nhà Nguyễn ở trên Đà Lạt đã minh của mình nhờ tụi Pháp về dài mà mới mộc bàn là kính điện Nha Tăng chùa Vĩnh Nghiêm đã được được UNESCO công nhận là văn hóa vật thể. Chính sách Nha Trang nhiều lắm. Rồi chúng ta sẽ khảo cứu sao. Chứ hôm nay tôi sẽ giới thiệu lại cái tiền trình lịch sử Phật giáo Việt Nam từ khi mà du nhập mà tôi đến nay, tầm quan để cho mình có một khái niệm. Thôi lâu quá không quên hết rồi phải không? Nói chung là học xong 3 năm rồi thì hàng cũng tạ. Dạ, thôi. Còn á, tài liệu này, tài liệu thì tôi giới thiệu mấy cuốn này vì đọc. Thế là, tôi giới thiệu là một chuyện, còn đọc là một chuyện khác nữa. Đây là lịch sử Phật giáo Việt Nam, 3 tập của Thầy Lê Minh Thọ. Lịch sử Phật giáo Việt Nam, 3 tập của Thầy Lê Minh Thọ, không biết mày biểu cổ không? Bá cuộn đấy là cao dày ra. Hả? Dạ. Cuộn thứ hai là Thiên Uyển, nghiên cứu Thiên Uyển tập anh của Lê Minh Thọ. Thiên Uyển tập anh. Mấy cuộn này là kỳ thơ sự, thơ học sự tôi đã giới thiệu rồi. Đây là cuộn Việt Nam Phật giáo sự luân của Nguyễn Lan. Có cả rồi cuộn Việt Nam Phật giáo sự luân của Nguyễn Lan, rồi chơi cuộn này Khóa Hư Lục của Trần Thái Tâm Hòa Thượng Thánh Kiệm dịch, cuộn nó thành 10.000, 15.000 chứ nào. Mấy cuốn sách của Thiên Sứ Việt Nam, Thiên Hòa Thượng Thích Thanh Từ. Cái cuộn của tôi Giá Trị Văn Học Trong Tạo Phẩm Thiên Phái Trúc Lâm, mày còn mày có chưa hả? Mới cái xưa đó hả? Cuộn là phần đầu, phần đầu là tư tiền mà cuộn không có về rệt lắm đó. Ai chưa có thì tôi đọc số điện thoại để mà liên hệ thầy Thanh Nguyên, 90.000 thôi, còn mua ngoài 140.000 là rồi. 091 ai lập mua 091 854 854 của 6276. Cô này là làm chi thế kỷ à? Cái thu quy à là 6274 được chưa? Vậy 091 854 62 76 được rồi thầy Thanh Nguyên. À, đó là số điện thoại của tôi luôn. Mua sách thầy Bậc Đạo ông già 40.000 đó, tôi cũng dư 40.000 đấy đó. Tôi lập thôi chừng nữa được rồi đó. Chừng nữa không đọc tôi sao cũng nó đọc hết là một rồi. À, cũng nay thầy Thanh Nguyên mua tập thể đây nó trần này tầm tắm nó năm phân tư tưởng thiên phái trúc lâm là Phật giáo Việt Nam đó, là nó hết hai phân cuộn á. Mày bị phải đọc cái này tức là ra thi cũng năm phân đây. Tuy nhiên là cái này nó trong các dâm thiên là thiên phái trúc lâm của Việt Nam mà rò nẹt chứ hả. Rồi tôi sẽ đưa thêm một cái cuốn các bài viết về tư tưởng Phật giáo Việt Nam cho lớp phố tố nữa, cho một tập nữa còn dài một mấy chục trang nữa. Tới với những bài tôi nói nó riêng ha. Rồi cuối cùng là mong ai ông đầu hết, đừng để tôi đặt ra là được nè, phải không? Hả?
Rồi thì mình bắt đầu được rồi hả? À, cuốn này là vừa văn học mà vừa tư tưởng. Phần đầu viết tư tưởng, cuốn tư viết giá trị văn học nữa. Bộ ngăn cuốn mà sạch hết cả rồi đó. Tức là mua không nhiều, các trường khác họ cũng mua nhiều. Tôi cũng cho ai hết một chiếc. Cho tăng đi xin là cởi giảm giá, bộ nguyên tắc là mình phải bù cho ông. Đúng ra mình có là mình cho luôn, thiệt. Được thôi mình học ha. À, bắt đầu. Đúng rồi, dài ít khi đếp sách vở đi lắm. À, ta liệu nằm đúng đầu. À, các nhà nghiên cứu khi nói về Phật giáo Việt Nam, trong cũng như ngoài nước, người ta nhận định một câu cũng khá chính xác: bình minh của lịch sử Việt Nam gắn liền với bình minh lịch sử của dân tộc. Đó. Tức là bình minh của lịch sử Việt Nam gắn liền với bình minh của lịch sử dân tộc. Dưới văn phòng cứ hay gọi bất tử. Bình minh lịch sử Việt Nam gắn bình minh lịch sử dân tộc Việt Nam gắn liền với bình minh lịch sử Phật giáo Việt Nam. Nói như vậy là chi? Là dân tộc Việt Nam ha, hay là Phật giáo Việt Nam luôn luôn đồng hành cùng với dân tộc Việt Nam, hay nói cách khác, dân tộc Việt Nam đồng hành cùng với Phật giáo Việt Nam, và ngược lại, Phật giáo Việt Nam cùng đồng hành cùng với dân tộc Việt Nam, cả nó hai vế luôn, hiểu không? Nghĩa là dân tộc Việt Nam trong tiến trình hình thành và phát triển của đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam như thế nào thì nó cùng tiến trình hình thành lịch sử Phật giáo Việt Nam, nó cùng diễn ra song hành. À, nó diễn ra song hành. Và hai bên nó phụ thuộc lẫn nhau, nó gắn bó lẫn nhau, nó tác động qua lại lẫn nhau. Điều này là một sự thật. Cho nên khi nào Phật giáo hưng thịnh thì dân tộc cũng hưng thịnh, khi nào mà dân tộc hưng thịnh thì Phật giáo hưng thịnh, và ngược lại. Mà suy tôi nói mày bị nghe rõ chứ hả? Bởi nó chắc quen mà. Ở du lịch hẳn quen, khoảng 11 chưa quen, hẳn còn rên. Phật giáo á, truyền vào nước ta từ thế kỷ 1. Buổi đầu á, là do các thương gia người Ấn là đi vào. Wow, tôi nhắc sơ lại tiện trên này. Rồi sẽ dần đến vì sao có tư tưởng Phật giáo Việt Nam. Bữa đầu là do các thương nhà người Ấn đi buôn từ Ấn Độ vào Việt Nam. Mình có thương cảng Giáo Châu là một thương cảng lớn. Ở vùng Bắc Bộ á, có thương cảng Giáo Châu là một thương cảng lớn, nơi hồi tù nhiều nước đến, châu Âu cũng có, châu Á cũng có, tức là con đường tơ lụa, con đường tơ lụa trên biển. Đó, ngày nay người ta đã chứng minh con đường lụa. Thưa học thương nha, Bồ Đào Nha, Hy Lạp, rồi châu Á có Tích Lan, kể cả thương nha Hà Lan thời đó cũng đã ghé vào thương cảng Giao Châu rồi. Như vậy nơi đây cũng là nơi hội tụ và giao lưu văn hóa giữa Đông và từ Ấn Độ cắn buồm lên để đi qua Việt Nam phải mất trong vòng một năm lời dùng gió mua mà đi. Đó. Chứ không phải mày bây giờ bay cái qua đến mới nữa. Cho nên á, đi một đường biển hành trình dài mà đến được cái thương cảng Việt Nam mình, rồi tại ở Việt Nam mình phải cả thương gia là tối thiểu phải ở một năm sau mới về lại được Ấn Độ, và lợi dụng cái gió
Cho nên á, cuộc hành trình dài như vậy á, nguyên nhân vì sao có Phật giáo vào là các thương gia thỉnh Ấn Độ, thỉnh các nhà sư đi theo cầu nguyện, đi theo cầu nguyện rồi vào Việt Nam á, không thể về liền được, phải đời của bạn nhắn như nữa, cũng phải bìa lại một năm sau có gió khi mới trở về lại được. Cho nên phải thuê làm đất sống ở vùng Bắc Bộ, Chùa Dâu, như ngoài vùng Bắc Bộ, Bắc Ninh, Bắc Đồ rồi mà sống ở đó. Thì làm chi buôn bán làm ăn, trên đường đi có thể chết cầu nguyện, đem theo tượng Quan Âm đi. Trong sử đã ghi rồi, rồi đó làm lễ cầu an, rồi có khi cầu siêu ngay dỗ ngay đồ đó. Rồi á, những lúc buôn bán làm ăn được, đến ngày rằm ngày vía trăng tròn tổ chức lễ cầu an, thì làm sao? Mời cả thương gia người Việt đến. Nè, hiểu không? Bạn bè mà luôn, giáo lưu. Thì người Ấn Độ vô đây buôn bán phải nhờ người Việt giáo lưu buôn bán rồi nè. Cho nên là chi ban đầu á, là tới các nhà sư cùng tổ chức á, mừng thọ tôi thuyết pháp này, cũng sống có thể giảng rồi cũng xong rồi á, bán phước rơ đâu. Thì mấy người Việt mình cùng thầy không hiểu chứ cả, thì bị đường cùng mấy vị tương tư ngày nay sao ngày xưa như vậy nè, mấy ba kéo vô, kéo mấy ba người Việt vào vô đi, đưa đầu vô cho mấy ông rơ đâu. Rơ đâu xong rồi hỏi là có ý nghĩa gì, là muốn bay bản đắc được phước được lập được tai đó. Thì cái cách như vậy chứ bây giờ không vậy, này vì thấy nơi mày với mày ông lạc má quá, mày ông pháp sư quá, đôi một bên rê rồi cùng chúng đau vô rơ đâu rơ đồ cả xin rơ đâu, rồi đưa cho cái ảnh cái chủ chứ mà miền Nam còn mấy ba đâu cả miền Nam mà cậu tin là được khởi niềm tin lên đó, đưa cái chi đờ về là màng đa la là giải tài oan, rồi giải hết oan nghiệp, rồi có lọc có ta sánh thuyết rồi thôi cứ. Thì dần dần á họ biết đạo Phật, bắt đầu người ta mà thắc mắc vì sao phải để muốn được phước thì làm gì, thì mấy ông đi phải cứu hoài phải bố thí. Cho nên cái đoạn đầu cái kinh lục đồ tập kinh, vì cái pháp môn mà truyền đạo đầu tiên mà vì thầy đi tỉnh đâu người ta kêu hoài cái pháp môn tu bố thí đầu tiên, bố thí và cúng dường à, hai cái giáo lý nữa thường được giảng đầu tiên mà bây giờ không vậy. À, tôi ra ngoài bắt vậy có vô cô dần tới nói chuyện chi chập ra hồng xin phước thôi, mình không muốn ra đâu rồi còn phải ra đâu trong yên đó là tâm lý rồi cũng khuyên làm thiền thôi chứ biết làm sao, ăn chay niệm Phật ngồi thiền rồi cũng dương bồ thị đó cũng dương 1 triệu phước được 1 triệu, cũng dương 2 triệu được phước 2 triệu thì đại khái như thế. Thì và những giáo lý đầu tiên mà họ được học là làm thiền này, quy tam bảo này, phải không? Sau đó dân dân họ sẽ được quy tam bảo. Nó quy tam bảo nó sẽ dẫn đến cái gì? Hỏi là Phật Pháp Tăng, thế ông Phật là ai? Đó, tức cái xưa mới vào mới bị để ý ông Bụt là ai? Phải không? Ông Bụt là ai? Buddha, Nam Mô Buddha, Buddha là ai? Ông là có quyền năng như thế nào buộc các ông nhà sư Ấn Độ qua một thời gian sinh sống với người Việt, ông vì ông giải thích Buddha là bậc giác ngộ, giác hành, giác giả, giải thích là ai mới hiểu, càng rồi thêm à, càng rồi thêm. Ví dụ ông lại nguyên kinh Phật là bậc giác ngộ, bậc có trí tuệ, giác hành, giác tha, từ giác tha viên mạng, rồi có 10 hiệu, ông giảng nhiều người ta mới hiểu, buộc ông phải giải thích như thế nào. Ông Bụt là ông trời đó, không? Vì người Việt Nam mình là gì? Người Việt Nam mình bây giờ là Việt Nam là tín ngưỡng đá thần, thờ nhiều thần lắm,
thần mây, thần núi, thần sông, thần nước, thần hoa. Và trong các đạm thân đó trong các loại thì nói cho mấy cô mới cười. Trong các loại thân đó thì còn một ông thân to nhất. Rồi là ông trời, ông trời. Nhưng mà ông trời thì ở trên, trên cao. Ha. Đời ông cao mong nhìn thấy sự gì hết á. Ha. Ông trời á thì ở trên, trên cao ông nhìn xuống. Chức năng của ông trời là gì? Trừng trị kẻ ác, ban thưởng cho kẻ, kẻ lành. À, ông trời ông ở trên cao. Cả gì ông thầy ông ngồi trên cao, ông thầy cô này đeo kiện, cô kia không đeo kiện. Ông thầy ngồi nội chuyện, ông đây kia không nội chuyện. Cho nên cho đến bây giờ thầy kỳ hâm một rồi, mình con lại trời không? Con lại trời, trời ơi, tháng ngày chi giật mình quá trời ơi. À, chi là cấm cá giáo tục ngựa chi, chắp tay khẩn vải Phật trời, cầu cho cha mẹ đời về con. Cho nên là những cái tư tưởng mà. Cho nên á, chính tư chỗ đó này mà đẻ ra quan điểm về Phật thề, về Phật gọi là Phật thề. Thế hoặc á, mà cách khác, hình ảnh ông Bụt là ai? À, quan điểm về Phật thề. Đây là một dấu hỏi là thời Phật giáo mới nhú nhập vào. Nha. Thì chúng ta sẽ giải quyết vấn đề tư tưởng này. Phật hay là Bụt khả ông trời thế nào? Và người Việt Nam mình buổi đầu bị được các nhà sĩ Ấn Độ hoang hóa đã đặt ra vấn đề Bụt chính là ông trời. Đó. Các nhà sĩ nói giảng như thế để cho họ tin nè. Hoặc các người Việt đứng như thắc mắc khi được quy y Phật Pháp Tăng Tam Bảo, lần đầu đi theo các thương gia Ấn Độ để vô thọ giới tám quy ngũ giới đó rồi vân vân. Thế thì là hỏi chứ tôi quy ông Phật này là quy ai? Quy ông Tăng ai buộc các buộc mày ông phải trả lời. Đó. Cho nên vấn đề đặt ra ông Bụt là ai? Ông mà giải thích sao chứ nói theo nguyên văn kinh điển á thì mới hiểu. Sao là hai nền văn hóa khác nhau, văn hóa Ấn Độ khác, văn hóa Việt Nam khác. Trong khi Việt Nam là tín ngưỡng đá thần, là lấy ông trời làm biểu, biểu tượng là làm niềm tin, cái chuyện giờ trời hết. Cho đến giờ chứ vẫn trời, cho nên ông buộc lại. Đời Pháp là gì? Đó, Pháp là gì? Nương tựa Pháp là nương tựa gì? Pháp là gì? Tăng. Đó, những vấn đề mà họ đặt ra. Nồi mới giải thích cho khái niệm giữa ông Bụt với ông trời có những điểm giống nhau, có những điểm khác nhau, đồng hóa tiếp biến. Phải tiếp biến nhé. Ông Phật là ông trời nói vậy người ta dễ hiểu, ta chấp nhận, ta quy tiếp rồi chứ. Có ông nói ông Bụt xa là mà theo. Cho nên cái này tôi sẽ giải thích. Rồi á, luân hồi, nghiệp báo là vấn đề này. Luân hồi là gì? Đấy những giáo lý sớ đặc mà bụi đầu nghiệp báo là gì? Cho nên là làm thế nào để cho Phật các nhà sư họ đi theo các thương gia Ấn Độ đến giao đâu sống một năm này, thì bổn phận các nhà sư phải làm thế nào để khuyến giáo cho cả cộng đồng người Việt họ theo thôi chứ mà theo bắt đầu được mời tới như vậy. Mà khi rằng dài thích ngô nghe ông vui làm, ví dụ là luân hồi là gì? Chết. Đấy, những vấn đề tư lượng ta chết đi về đâu? Đi về đâu? Tức là những vấn đề tư tưởng đã đặt ra thế kỷ thứ một. Chỉ cần một thế kỷ sau, sang thế kỷ thứ hai. Đó, sang thế kỷ thứ hai là Phật giáo đã bắt đầu bén rễ bằng những bài thuyết pháp đơn giản. Thế nào là Bụt
thể nào là Phật Pháp đang nắm về rồi bộ thị cũng dương. Nhưng mà cái bộ thị cũng dương được đẩy lên cao. Thời kỳ này, buổi đầu này, được xem như là Phật giáo đóng vai trò Phật giáo chức năng, gọi là Phật giáo chức năng. Ông Phật cũng có chức năng giống như ông trời, ông Bồ Tát chứ cũng giống có chức năng giống như cả ông thần ở Việt Nam vậy. Thì tạm tới xem như vậy. Bây giờ người dân Việt cũng hiểu rằng ông Bụt, ông Phật cũng được xếp vô giống như là ông trời rồi đó, như là một vị thần trong buổi đầu rồi đó. À, thần Việt Nam mình là thần diện có, thần cây có, thần hoàng có, sấm chớp chiên thần thì tôi sẽ đưa vào. Ví dụ như bọn vị thần á, sấm mây mưa sấm chớp trở thành bốn ngôi chùa, thành bốn vị Phật: Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện. Đó là việc cái cách, cái tư tưởng người Việt Nam tích hợp. Sáng thế kỷ thứ hai thì Phật giáo bắt đầu bẹn rề. Bẹn rề tức là gì? Đã được nhiều người, cộng đồng người Việt biết đến và họ bắt đầu tín theo. Và vấn đề rắc rối xảy ra, đó là gì? Đó là chính quyền phong kiến phương Bắc bắt đầu lên tiếng, bắt đầu lên tiếng, và đứng đầu là Sĩ Diệt bắt đầu lên tiếng ngăn cản chậm đổi Phật giáo. Trong khi đó đào Nho và đào Lào theo gọt dài xâm lược phương Bắc đã vào Việt Nam trước. Bây giờ thấy đạo Phật phát triển mạnh mà người ta hô hời phấn khởi. Mấy ông sư buôn việc buôn bạn làm ăn càng ngày càng nhiều, mấy nhà sư đổ bộ vào Việt Nam càng nhiều, được sự cúng dường nhiều, cho nên cùng tiếp đi giống như giai đoạn thập kỷ 90 năm 2000 đầu đó, đua nhau đi qua Mỹ qua cúng dường. Chứ bữa nay thì hết rồi, bữa nay qua Mỹ cũng có chứ nữa đâu. Thập kỷ 90, 20, mấy thay 12 xin đi qua Mỹ. Qua bên này giấy ngọt khảo cũng dương nhiều. Vì chữ tăng ít. Chứ người Việt mình qua ở đông, chữ tăng quá đông. Bên này họ cũng khổ theo rồi. Cho nên chứ đi Mỹ đi chơi thôi. Chứ đừng có nói đi Mỹ cũng quá mà. Được sự cũng dương nhiều đem về không có. Hết rồi. Đi tệ mắc cỡ lắm. Thế thì là chi? Lực lượng giới trí thức nhà Nho, nhà Lào bắt đầu nổi lên. Nổi lên chi? Chống phá đạo Phật. Lý do chư tăng xuất hiện ở Việt Nam càng ngày càng nhiều. Thậm chí có những cặp vợ chồng thương gia Việt Nam của Ấn Độ này qua Việt Nam buôn bán làm ăn này, rồi ở Việt Nam trụ tại Việt Nam luôn. Cha chết, mẹ chết, con vào chùa đi tu. À, rồi thầm thì có thương gia lấy vợ Việt Nam nữa, sinh ra con. Ví dụ trường hợp Ngài Mục Tử, Ngài Khương Tăng Hồi. Và khi đã ở lâu như vậy á, mới đâu á, thì chư tăng ở chúng gọi là cư sĩ. Buổi tháng đợi chứ con khi mà ở lâu năm nọ qua năm kia bất tiện. Ví dụ với hai vợ chồng ở mà cũng tăng ở nữa sinh hoạt khó chịu. Từ vấn đề sinh hoạt tắm rửa phơi áo phơi quần đủ thứ sinh hoạt khó. Cho nên là gì? Phải tách ra là dần đến cái gì? Là thành lập chùa. Và như vậy thì trung tâm Phật giáo Lý Lâu ra đời. Trung tâm Phật giáo Lý Lâu ra đời là tạo nên một làn sóng mới, là chư tăng ngoài quốc các nước là đổ về đông, cộng với người Việt, chư tăng người Việt và sứ gốc Việt vào đạo tu. Và nơi đây trở thành trung tâm học thuật đầu tiên của châu Á, đồng thời cũng là trung tâm
là Phật trung tâm sinh hoạt tín ngưỡng. Nghe kịp không? Trung tâm Ly Lâu, chùa Ly Lâu trở thành là trung tâm học thuật đầu tiên của châu Á, hồi tụ rất nhiều các cao tăng các nước vào. Chúng tôi sẽ kể một loạt, như ngài Chí Cương Lương, ngài Mẫu Từ này, ngài Khương Tăng Hồi này, từ đây về sau rồi nhiều ngài Chí Cương Lương Tiệp vân vân, tức là nhiều vị cao tăng các nước các nguồn về đây, và nơi đây trở thành là trung tâm học thuật, trong đó dịch kinh điển ở đây rất nhiều, dịch thuật kinh điển. Các bộ kinh điển của Đại Thừa với Tử Thập Dị Chương, Pháp Hoa Tam Muội, rồi Kinh Nang Bang Thủ Ý, rồi Hoa Nghiêm, vân vân, cả bộ Bát Nhã lớn cũng đã được dịch tại trung tâm Ly Lâu này, từ tiếng Phạn ra tiếng Hán. Còn từ chỗ này này, Hàng cũng trở thành trung tâm sinh hoạt tín ngưỡng, phục vụ du cao tâm, tâm linh. Đó. Người đây ta đến chùa, và ở trên thượng tầng thì dịch kinh điển mà truyền bá tư tưởng, dưới hạ tầng các nhà sư cũng phải đáp ứng các nhu cầu gì? Cầu an, cầu siêu, dừng vờ, gà chồng, đủ thứ hết. Nói chung cả cuộc đời người Việt Nam mình ngày xưa đều gắn ở trong chùa. Muốn có người yêu thì phải lên chùa thôi. Tôi nói thiệt, tôi nói giờ mà. Chứ ngoài là trung tâm chùa là nơi trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng đồng, có chỗ nào nữa mà đi. Đó. Anh chị nào đi lao động nào á, thơ ở nhà có chi đông giá trị, chịu. Bao chùa, nhà chùa trở thành nhà trường, tại chùa học được nhiều điều, chỉ có các nhà sư mới có chữ, còn dân thường làm chứ có chữ. Nhà sư tại chị á, tại đâu chữ học được vài chữ, cho nên làm ruộng này, làm cánh tả chi, tại nhà sư trở cổ vẫn hết. Họ cổ gia sư cổ vẫn tư trong triều đình, mà cổ vẫn ra ngoài gia dẫn ái thắc mắc chi, cổ sứ cổ chữ mới giải đáp được thôi. Nói về đau bụng hay đau đầu, sư có thể mở sách ý học tiếng Hán đó đọc mới trị cho. À, cho nên là chi tại chùa tổ chức lễ hội, chứ đâu có karaoke, đâu có mấy vì mở màn mà quái hàng ngày bây giờ đâu, chịu mà lên chùa thôi. Cho nên cái truyền thống đó sau này mà nguyện dược pháp mà việc cái bài hôm nay hát cái bài nhạc cái phổ thơ đấy, hôm nay em đi chùa hương nào, hơi cỏ mờ hơi sương nào, là lần nhìn em không nói, nhìn bắt gặp mà mắt em nhìn tôi năm ngoái giờ phải cười trừ chứ nữa, và lời nhìn trộm mà bắt gặp nữa thì ta đọc lên Nam Mô A Di Đà Phật. Mà bởi vì đi ra điện tử, bởi vì thấy cái hình ảnh là rất đẹp ấy. Đi lên điện tử là cái A Di Đà Phật, A Di Đà Phật mà mệt quá và nổi đuối nhau lên, không quen thành quen thôi. Thật sự tôi nói thật, tôi dắt tăng đi xin đi là khoảng năm á, là tôi dắt 200 người đi, mà lên đi du lịch gần một tháng đúng á, đi từ đây là mùng 8 tháng Chạp mà đến 30 thành viên mà về lại là việc là xuất phạt hết. Đi một chuyện là đi xuyên Việt luôn đó. Là ra thổi yếm tử là đi lúc đó là 5 giờ đêm mà leo mưa bay không vô mà leo lên được 8 giờ tối. Leo lên là leo trục xuống này sợ sợ quá. Nắm tay nhau lên này. Sợ rỡ các cái nữa, mưa luôn, thuê người đôi giày bata học mua. Cả ai cầm đi xích bước từng bước một, khi nào tuổi rồi mới mua cái đèn pin, mỗi người cái đèn pin một tay thì cầm người khác một tay cầm rồi bên để đi xuống nó an toàn, pháp tịch tại chết khi nào chết còn cao. Thì năm 98 á, đi như vậy là xuyên Việt luôn, đi đâu từ nấu ăn này vô cho dân nấu, vô cho dân xin nấu hết á, đi là vượt chỉ tiêu. Thế là từng điểm mà ví dụ tại
Tại tình đó là một chùa thôi, nay nhìn phố đi đài rồi luôn, hay là lúc nào cũng mua gà mua cơm để sẵn tên, tại đó là nậu đó, phố gia dân nậu, nghỉ vấn đêm với trời thuốc án xong là trời tuốt, đến có thấy cái định đi qua Trung Hoa nữa, cái này sợ, không, có bạn vẽ lâm dậy thống thanh á, một người 200, nhưng mà sao không đi nữa, nó trở lại nè. Và trung tâm Phật giáo Lý Lâu nó thu hút, nó giải quyết đời sống tâm linh hàng ngày cho mọi người thắc mắc từ chuyện ngày giờ, ngày tốt ngày xấu, nó đến mọi chuyện thử vấn đề nóng nghiệp nội chi hay cả. Và không phải ngẫu nhiên mà người ta nói là rủ nhau xuống bể mò cua, lên đó hải củi và chùa Nga Kinh, hai câu cây dao đó nó bắt đầu bắt nguồn từ đó vào thế kỷ thứ hai. Tức là mình thấy tư tưởng đúng đó là thấy tư tưởng này, rủ nhau xuống bể mò cua, lên non hải củi vào chùa Nga Kinh, ta khẳng định rõ, tức là có sự thuyết pháp ở đây, lên non hải củi, hai câu này mày bị hình dung ra chỉ về mặt lịch sử tư tưởng không, hai câu này này, hai câu này chỉ mà ba câu, rủ nhau xuống bể mò cua, lên non hải củi vào trường nghe kinh ca dao, câu sáu câu tạm nó mới thành ba câu nữa, tồi quá, mọi sự quên đúng chưa. Nhưng mà tôi nói hai câu này nó khái quát ra cái lịch sử Việt Nam, mấy vị có hiểu không, phát người phát hiện đó không, hai câu này nó khái quát được cái lịch sử hình thành dân tộc Việt Nam đấy. Hai câu này có nghe hai nghe rõ rệt phải không, nghề biển nghề núi ở ngang nữa không, nhưng mà hai nghề, nghề cụ thể bắt nghề hải bắt bắt cá ha, nghề đánh cá hải sản như biển sông ngoài, vì nghề ở trên trên núi. Nhưng mà tôi nói hai câu này này đọc lên thấy cuộc khải quát được lịch sử Việt Nam không, lịch sử chúng ta Việt Nam dù đâu ai phát hiện ra hả, hai câu này đọc hiểu ra, đại học năm tư rồi mà không hiểu ra được không? Vì sao có hai nghề biểu trưng cho dân tộc Việt Nam cắn cửa? Đúng rồi, giờ tìm hiểu ra dân tộc Việt Nam là chi? Một dân tộc là chi? Sinh ra trong khái niệm đồng bào. Đó mà Việt Nam cũng thuộc loài Anh không? Một lần tới chơi, một lần tắm đĩa thôi, một đứa, và một tắm đĩa mà chia hai ra. Năm đứa lên núi mà đặc thù địa hình Việt Nam mình cùng núi đó, là biển, cho nên cũng có bắt đầu là có chi sự phân định nghề nghiệp chỉnh á, nắm vì ngư ha lâm ngư là nước ta rừng vàng biển bạc này đúng không, cho nên có được hàng ngày, cho nên là chi bây giờ cái tư tưởng ha, từ dù mà trăm tỉnh nợ trăm con. Cho nên người Việt Nam mình chi? Cho nên là vấn đề tư tưởng này. Hàng năm trong cái huyết thống á, huyết thống hết cả. Người Việt Nam xử lý theo tình cảm là chính. Nào. Việt Nam mình á xử lý theo đồng bào là cùng một cha cùng một mẹ hết. Cho nên tư tưởng huyết thống Việt Nam mình đi xin việc á là giải quyết theo kiểu huyết thống. Nó đứa đó là cháu túi đó, cho nên phải giải quyết. Thế nữa cô này là đệ tử túi đó, mang tình huyệt thảo hết. Thông chị cùng dặn và lại chị để xin việc là túi là chị à, để nghe được tư gợi đó là em túi, cháu xa của túi, cháu bên ngoài túi. Do nhà cũng không quan hệ chẳng kể chức không kể là bên Tây theo lý tính, còn Việt Nam mình theo. Nhưng mà cái huyệt thống này nó dịn dạng, nó liên hệ với khải gọi tư tưởng Việt Nam mình ơi, bên chỗ Phật giáo là chi, câu này này nó gắn liền với câu gia Phật mình nói là chi, vô thị luân hồi, tất cả mọi chúng sanh đã từng làm cha làm mẹ làm anh làm chị của chúng ta thì nó án khớp với cái tư tưởng huyệt thống của người Việt mình này,
Đó, chỗ nữa là một trong những cơ sở để mà gì? Tại sao đạo Phật truyền vào Việt Nam nó được truyền bá nhanh như vậy? Đây, học môn này môn tư tưởng nên tôi khai thác mặt tư tưởng khá nhiều ha, để liên hệ. Bây giờ tôi thấy kỳ thứ hai, khi mà các nhà sư tận dụng các yếu tố văn hóa người Việt để kết hợp với giáo lý nhà Phật để truyền bá, cho nên đạo Phật đã được bén rễ và bắt đầu giới trí thức nhà Nho, giới trí thức nhà Lào, tức là đầu Nho đầu Lào bắt đầu lên tiếng phản đối đạo Phật, kỳ thị đạo Phật, hàng giống như tình trạng năm 63 thời hiện đại vậy ha, mà chửi rủa đạo Phật rất là nhiều. Thế thì ở đây ai là người để giải quyết những vấn đề này? Đấy, và Mẫu Tử, đó là ngài Mẫu Tử ra đời tạo phẩm Lý Hoặc Luận. Về nghiên cứu học trò tôi bảo vệ luận văn này rồi, nghiên cứu về tạo phẩm Lý Hoặc Luận này, thạc sĩ bảo vệ xuất sắc rồi, cũng trường mình đây, cô này cũng giải quyết. Thế trở lại này, cái tạo phẩm Lý Hoặc Luận này á, là ông Mẫu Tử này á, là được cộng đồng người Việt xem như là người Việt luôn, cha là người hả, cha người Ấn, nhưng mà mẹ là người Việt, và ông sinh trưởng lớn đi xuất gia khi 10 tuổi ở Lý Lâu luôn, và ông trở thành nhân tăng. Và bây giờ người ta thắc mắc ông Bụt là ai? Đó, ví dụ các ông Bụt được giải thích như thế này nè, về mà chúng ta về bạc tư tưởng, nó ông Bụt là như ông trời. Ông trời là ai? Biết nhân dân mình biết cả rồi, nhưng mà ông Bụt khả ông trời ở chỗ nè, ông Bụt á thì ở trên cao mà nhìn xuống ở dưới đất. Ông trời á là ở trên cao để nhìn xuống dưới đất, có chức năng là chi? Ông trời này là có khả năng là ở khắp mọi nơi phán xét mọi điều, khen thưởng cho những người làm lành, ban thưởng cho những người làm lành và trừng phạt những kẻ làm ác. Trong khi đó các nhà sư nói rằng ông Bụt cũng giống như là ông trời, nhưng ông Bụt á không ở trên cao mà ở xung quanh con người, gần mặt đất. Đó, ông Bụt ở trên cao, ở xung quanh người, gần mặt đất, được chưa? Vậy đi, ông Bụt có khả năng á bay trên không, tức là ông Bụt có khả năng bay trên không, đi trong lửa mà không bị cháy, ở dê mà không thấy bẩn. Cái nguyên văn nó chưa không biết dê không được, đó là nguyên văn đó. Dế mà không bị bệnh, nếu mà ta dế mà bệnh thì giọng ngươi rồi mà. Nhưng mà điểm căn bản nhất á là ông không trừng trị kẻ ác, ông không trừng trị kẻ ác, ông chỉ khuyên người ác làm lành. Như vậy á, các nhà sư đồng hóa ông Bụt ý chán ông trời, chỉ có một điểm là ông không trừng trị kẻ ác mà thôi. Toàn bộ chức năng ông trời như thế nào thì ông Bụt có hai điểm kháng trời đó, chứ ở xung quanh con người ở mặt đất, không ở trên cao mà xung quanh con người ở gần mặt đất. Nhưng ba cái thứ hai là ông không trừng trị cái ác mà khuyến cáo người ác làm lành, đó là cái điểm mà khác. Về sau đó là các nhà sư. Còn trong tạp phẩm Lý Hoặc Luận á, Mẫu Tử viết định nghĩa về ông Bụt như thế này, là ông Bụt là nguyên tổ của đạo đức, ông Phật là nguyên tổ của đạo đức. Trong ghi đi, trong điều 4 tạp phẩm Lý Hoặc Luận, là khi mà trả lời cho vợ gió gia hỏi ông Bụt là ông Phật là ai, thì
ông Mao Tử cũng đã lời ông Phật là nguyên tổ, màu kẹp kia là nguyên tổ của đạo đức, được chưa, là đầu mối của thần minh, đầu mối của thần minh. Như vậy á, đồng kẹp lại đây, như vậy là ông nói chứ, ông định nghĩa, ông bục, ông Phật ở cấp độ nhà nho hỏi nguyên tổ của đạo đức nghĩa là sao? Người đứng đâu mà có đạo đức? Vì nhà nho nhà lão là đề cao đạo đức, và đạo đức là trên hết. Cho nên mấy ông sư mình cũng tùy duyên mà ứng phó. Ông trả lời mà má từng nói thẳng ra, má từng ngào nghề nữa, không, lao dạ việc của đạo đức kinh, hiểu không? Mà chứ ông nói là nguyên tổ của đạo đức, tôi không biết ai, ai mà người có đạo đức là Phật ấy, có đạo đức mà cao thượng nhất trong các vị tổ sáng lập về đạo đức à, ông Phật là đứng đầu. Thì cùng một cách bên kia ông là buộc giống như ông trời, nhưng mà có điểm khác là ông trừng phạt à. Bên này đối trị với nhà nho nhà lão thì ông Phật là nguyên tổ của đạo đức, là đầu mối của thần minh đó. Và nghĩa là sao? Trong các vị thần, ông Phật là tối thượng, đâu mỗi lắm á. Tôi không biết ông thần là như thế nào, nhưng mà nhà nho là đề cao các vị thần, thánh thần mới nhà nho, thánh hiền, thánh thần. Cho nên ông Phật cũng là đâu mỗi của thần mình. Như vậy chúng ta thể vấn đề Phật mỗi thời là có đưa ra một quan điểm khác nhau. Đến đề trăng á, đây chứ tại đây trăng, chứ tôi nói đây trăng, đây trăng cũng đầy lên là hỏi ông Phật là ai, thì mình có cách trả lời khác. Tấm tịch nhi tri thì danh chân Phật, lòng lặng mà biết đó là Phật thật. Tức là mỗi thời nó đưa ra một quan điểm khác nhau. Thời Đức Phật tồn tại thế, Đức Phật được định nghĩa như thế nào? Trong kinh Trung Bộ á, hả? Chị trong kinh Nguyên Thủy thầy, kinh A kinh Trung Bộ, kinh Trung Bộ thầy. Không, kinh Nguyên Thủy đó nó nói Bạch Hoa, chứ kinh Nguyên Thủy á, kinh định nghĩa Phật là A-la-hán, nói rằng nè, đúng đôi sánh đã tăng, tạm hành đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lưới đây này nữa, đó là Phật. Nhưng thời Đức Phật, người ta nói Phật là A-la-hán vì các đệ tử chứng ngộ Phật, con Phật tại thế nên họ khiếm, khiếm tốn, họ tự nhận họ là A-la-hán. Nhưng định nghĩa của A-la-hán chính là Phật, hiểu không? Vì thời đó Thế Tôn đang còn hiền hữu, vì kính tâm Thế Tôn, họ dùng từ A-la-hán. Cái này trong sách của thầy Giá Trị Văn Học thầy viết khác. Đã vì tự nhận vì Đức Phật con là thế, cho nên là mình các đệ tử Nga xả lại Phật cũng gọi Nga là Phật, mới gọi là A-la-hán thôi. Độc giả rồi vân vân. Vì Thế Tôn còn. Nhưng mà quá thời kinh điển Đại Thừa sáu Phật 500 năm là Phật là tất cả chúng sanh, nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật. Phật tánh ai được có khả năng thành. Thì thế kệ thì thứ hai thì Mẫu Tử là đưa ra, người ta bắt đầu phản bác đề đạo Phật nhiều điều và nhiều hệ tư tưởng đặt ra ở đây, vì bạn đạo Phật. Thì may ra chúng ta có Ngài Mẫu Tử. Ngài Mẫu Tử họ phản nhà nho của mẫu tác phẩm Mẫu Tử được viết thành 37 chương. Tôi giới thiệu luôn 37 chương điều. Ngài tựa đề cũng đã nói lên tư tưởng của Ngài rồi. Lý là lý hoặc luận, lý là lý là, luận là bàn thảo hoặc là sai lầm. Lý là lý là, luận á bàn thảo còn hoặc là sai lầm là phiền đạo. Như vậy
Tựa đề cùng nói lên là gì? Đây là cuốn sách bàn về những sai lầm, những định kiến ghi đi, định kiến sai lầm của giới trí thức do giáo và lão giáo đối với đạo Phật. Nên mua cuốn này mà đọc, nghiên cứu mẫu tử của thầy Lê Minh Thảo. Tài liệu tác phẩm này là được hình thành 37 chương. Lý do vì sao việc 37 chương mẫu tử giải thích? Bởi vì Đạo Đức Kinh của lão giáo có 37 chương, Nhà Phật có 37 phẩm trợ đạo, cho nên toàn bộ những vấn đề mà nhà nho nhà lão công khai đả kích của Phật giáo á thì được mẫu tử gom lại thành 37 chủ đề, thành 37 chủ đề và được viết thành 37 chương, hiểu chưa? Tức là những cuộc tranh luận trên văn bản đầu tiên trong tác phẩm này này có nổi lên ba vấn đề lớn mà chúng ta sẽ giải quyết, đó là quan điểm về Phật, những giải quyết quan điểm về Phật thể, rồi quan điểm về hiểu hành, quan điểm về tăng già, hiểu hành quan điểm về tăng già. Ví dụ như quan điểm về Phật thể nó đặt ra những vấn đề triết lý, nói mấy ông nói theo được biết ông Phật đã nhập niết từ lâu rồi, mà các ông luôn luôn là thuyết giảng Đức Phật là hiền hữu trong ba cõi, Đức Phật hiền hữu trong ba cõi. Vấn đề hiền hữu Đức Phật như thế nào? Mấy ông là nói dối, nói lão, lừa gạt dân chúng, tức là hắn đẩy lên những cái định điểm như thế. Thì mấy ông các ngài phải giải thích ra làm sao? Và giải thích. Tức là vấn đề nó liên hệ về tư tưởng đại thừa, vấn đề Phật thân, là Phật thân thường trụ. Ông khai Phật nhập nhiệt vào năm mấy, bây giờ mà ông cứ miền là luôn luôn nói Phật hiền hữu. Dưới vấn đề đạo Phật là cái gì? Đạo Phật là cái gì? Thì mẫu từ trong điều bổn trả lời dứt khoát. Ở trong nhà thì hiểu thà mẹ cha. Đạo Phật là đạo gì? Thì ông trả lời, ở trong nhà thì hiểu thà mẹ cha. Ra ngoài xã hội á, giúp nước hồ dân, giúp nước hồ dân, giúp nước hồ dân. Khi ngồi một mình thì phải biết tu thân. Hả? Khi ngồi một mình thì phải biết tu thân. Thế thì mẫu tử trả lời nè, lại ngôn ngữ ai? Ngôn ngữ nhà nho, cái đạo lý nhà nhà nho. Muốn hiểu bài này thì lên mạng thầy còn mời việc đồ chỗ Vũ Lan, đạo Phật là đạo hiểu, đạo về làm tư tưởng giải quyết ba vế này. Đạo Phật là đạo hiểu, việc đứng chỗ Vũ Lan đặc biệt á, giật ngộ cho lên online chắc con á, đánh có đạo Phật là đạo hiểu thích được đạt chắc đã đạo về. Đó là một tài liệu để giải quyết ba vế này, giải thích như thế nào. Ví dụ như qua đạo hiểu, qua phần mà quan điểm về hiểu, mấy ông phản đối đạo Phật ghê lắm, nói là nhà nho là kính trọng, đạo nho là kính trọng cha mẹ, không được bất hiểu cha mẹ, lo phụng dưỡng cha mẹ từ khi sống mà cho đến khi chết. Con mấy ông á là phá vỡ truyền thẩm hiểu thảo cha mẹ. Đạo của ông là đạo kỳ khôi, đạo không có nhân văn, nói năng làm đó không có tin người. Thân thể cha mẹ, thân thể mình này, do cha mẹ sinh ra này, núi dường này, tổn bao nhiêu sữa cô gái Hà Lan này, bao nhiêu sữa vitamin này, nuôi lên cho đá này, phải không? Ngày nào có nuôi sao để làm chi? Từ đứa đỏ hòn này, vấn đề nó tặng da,
Tuấn là thêm, tuấn là thêm mẹ xưa Việt Nam yêu rồi, còn thêm có Trung Nguyên văn là tuần bao nhiêu cơm gạo ha, cơm gạo á, tuần là bao nhiêu sữa ha, những dòng sữa mà chạy này, rồi tuần bao nhiêu này là cơm ảo gạo tiên núi nặng bột ngũ cốc đại hải dương ngày xưa giống như này, bột ngũ cốc là cùng tổng sữa, uống sữa tôi thêm sữa Việt Nam yêu sữa là thôi hàng ngày lẹn lên bên chi ra mô tả để được ra thân người đầy đủ đẹp đẽ này, trắng da dài tóc nào, mà bây giờ cứ đến nửa tháng mấy ông cao lạng hết cả, tính sao đây, là phá hủy bố tôi, là gái bố tôi trong cái điều 16 á của tác phẩm chương 16 liệu luôn, phản đối điều này nặng lắm, là mấy ông tư tưởng là mấy nhà gió chửi bởi đạo Phật là cái đạo bất hiếu, à, không có tình người, thân thể mình để cho có trắng da dài tóc không hao, à, chứ nữa phải uống bao nhiêu sữa, bây giờ chứ lông mày á, à, lông mày chứ nó tốn tiền cắt tỉa lông mày đây, mày nể nửa tháng mày không cào lông mày luôn, ngày xưa cào lông mày tú nửa tháng cào lần, cào tóc, cào lông mày. Bây giờ các tu sĩ ở miền Tây Khmer bằng con cái nếp tao này, ngày xưa Phật cũng cào mới hủy hoại hình tượng, thì tưởng tượng với cô này mình chỉ cào lông mày về rằm lấy cào thứ thứ cầu thứ thứ đi lên đá đi giữa đứa lại ngõ không, cái hình chụp hình đưa lên Facebook nổi tiếng liền. Bây giờ chứ cào lông mai này, cào tóc nửa tháng cào lần như vậy là hủy hoại hình thể, chết với tôi hủy hoại hình thể do cha mẹ tạo ra, do tính cha việc mẹ, nguyên văn là do tính cha việc mẹ tạo ra, là tôi với tôi bất hiểu, là thứ nhất là tôi bất hiểu, thứ hai mẹ ông đi tu không có thời gian để mà sẵn sóc phùng dưỡng cha mẹ, hằng ngày cũng lên đỡ chua quách rồi, ở nhà này mẹ hiền đâu được, đâu hầu hạ được cha mẹ khi ốm khi đau. Hai, rồi thêm một cái tội nữa, mẹ em sống một đời sống là không gia đình, là ông ai nội giỏi là tội này là đài vô, thêm một chữ bất hiểu đâu con, đến chữ đài bất hiểu nè, tuyệt vọng tấm đường ba tội bất. Thì mẫu từ cũng phải đưa ra những giải pháp, à, phải đưa ra những giải pháp. Ông dùng kiến thức nhà Nho và kiến thức nhà Lào để đập phá. Thế thì ông kể câu chuyện mười dân thôi nè, nó mới nghĩ để Hà ơi phân giải cái sao ha, rồi sai xưa quá mười dân mười rồi ha, rồi mà giờ tôi nghe rèn thôi chứ anh. Như vậy học môn này mấy vị trình nghe ha, tôi tổng hợp đợt vài bữa những cái gì tôi giảng, tôi sẽ đưa tài liệu cho ha, nhưng tôi chưa phạt ra trên để cho mấy vị nghe tuyệt được ha. Nè, con kiến thức thì tôi nói mấy vị nghe kỹ là mấy vị làm bài đã vô tư rồi, rồi để ngân những cái gì giảng những tư tưởng như tôi sẽ cho bài riêng, tôi đưa cho photo, nhưng mà với điều kiện sau khi nghe gần thi rồi mà đưa, không đưa trượt là bởi vì không tập trung nghe ý nó sát á. Rồi nguyện đem công đức này hướng về khắp tăng cả đệ tử và chúng sanh điều tròn thật vâng.